Xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi những chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái và cùng theo dõi hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Bình tĩnh chống giặc. Thưa quý vị, dư luận vài ngày qua vẫn còn băn khoăn, trăn trở về hình ảnh các F0 ở bệnh viện dã chiến Bình Dương xô đẩy, chen lấn, giành nhau suất ăn. Nhìn cảnh các bệnh nhân hớt hải, lếch thếch, tay ôm tay xách các suất ăn giành được, cũng như cảnh các cô phục vụ bị xô đẩy đến ngất xỉu mà thấy đau lòng. Nguyên nhân của tình trạng nói trên là do việc dồn bệnh nhân về nơi điều trị, nhưng việc chuẩn bị bữa ăn chưa kịp thời. Cũng lại do việc thông tin không đầy đủ, tâm lý đám đông đã khiến xảy ra cơ sự mà chỉ khi nhìn hình ảnh được đưa lên, người ta mới thấy ngại ngùng. Dù sao, để việc xảy ra cũng là trách nhiệm của các cơ quan phòng chống dịch nơi đây, cũng là bài học rút kinh nghiệm chung. Các cơ quan có trách nhiệm phải có phương án cụ thể, sát sao, lo cho dân từ miếng ăn cho đến chỗ nghỉ. Người dân cũng phải tin tưởng vào chính quyền, thể hiện hành vi văn hóa, cùng chung sức, chung lòng, chống giặc dịch. Thời gian qua, các cơ quan phòng chống dịch không ít nơi, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay ở một số nơi khác, mà ngay thủ đô Hà Nội cũng tỏ ra lúng túng. Như việc cấp giấy đi đường quy định chặt chẽ, giúp cho việc phòng chống dịch, nhưng cách làm chưa hợp lý, xảy ra nhiều khê, hành dân cũng như gây chậm trễ, ùn ứ. Lại như việc xuất hiện ổ dịch lớn ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội với hơn 400 F0, chính quyền đã phải đưa hơn 1.000 dân ra khỏi các con ngõ này đi di tản, cách ly, trong đó có cả người già 70-80 tuổi nhiều bệnh nền, phụ nữ có thai, trẻ em, nhưng nơi ở thì không được chu đáo. Có những cụ già bệnh nền nặng, không thể ngủ giường tầng, phải nằm dưới đất, lại ăn kiêng, không ăn được suất ăn cách ly. Những chuyện bất cập như trên cần sớm được khắc phục. Như ở Bình Dương, những suất ăn sau đó đã được cung cấp kịp thời, cùng chỗ nghỉ ngơi. Những quy định về cấp giấy đi đường ở thủ đô cũng đã phải thay đổi cho phù hợp. Và như việc cách ly, di tản ở phường Thanh Xuân Trung, cần sớm rà soát, quan tâm chăm sóc các cụ già yếu, có bệnh nền hay đưa những cụ không phải là F0, F1 trả về gia đình để chăm sóc. Chống giặc COVID-19 quả là không hề đơn giản. Giặc với những biến thể, hậu quả ẩn giấu khôn lường mà cần có những phương án, quyết sách kịp thời, đúng đắn. Đây là một cuộc chiến tranh mới với những kẻ thù vô hình chưa có tiền lệ. Nhìn những dãy giường xếp hàng hàng lớp lớp ở bệnh viện dã chiến Bình Dương, người ta mới thấy rõ sự quá tải bệnh nhân, sự cố gắng của cơ quan phòng chống dịch. Chống dịch yêu cầu khẩn trương nhưng cũng chớ quá hấp tấp, vội vàng. Muôn chuyện giấy thông hành. Thưa quý vị, trước việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai cấp giấy đi đường online, người dân thành phố này hết sức vui mừng. Phấn khởi là phải thôi khi mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp có thể ngồi nhà, gõ bàn phím máy tính hoặc vuốt điện thoại là có thể được cấp giấy đi đường, thay vì phải phơi nắng, đội mưa, chen chúc, xô đẩy mới chưa chắc lấy được. Điều đặc biệt trong việc cấp giấy đi đường của thành phố Đà Nẵng là cả khâu đăng ký và tiếp nhận giấy đi đường đều online, chứ không phải trực tiếp giao nhận. Nói một cách dễ hiểu là trực tuyến tuyệt đối, chứ không phải là nửa vời, theo kiểu đăng ký thì online, nhưng lại phải đến trụ sở cơ quan có thẩm quyền xếp hàng, chờ nhận giấy đi đường. Điều đó có nghĩa, người dân không chỉ được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc xin cấp giấy đi đường một cách nhanh chóng, giảm phiền hà, đỡ vất vả, mà còn tránh được việc tụ tập đông người tại các cơ quan cấp giấy dẫn đến nguy cơ lây nhiễm, bùng phát đại dịch COVID-19. Đây thực sự là cách làm hay, đáng được khen ngợi. Để thuận tiện hơn nữa cho người dân, thành phố Đà Nẵng không chỉ triển khai hệ thống đăng ký và phê duyệt giấy đi đường trên website, mà còn thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Nghĩa là, dù ở bất cứ đâu, có máy tính hay chỉ cầm chiếc điện thoại trên tay, người dân vẫn có thể dễ dàng thực hiện các bước đăng ký và chờ nhận kết quả phê duyệt giấy đi đường. Do sự đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng đó, mà chỉ trong vòng 2 ngày triển khai, ngày 4 tháng 9 và 5 tháng 9, toàn thành phố Đà Nẵng đã cấp được tới 92.000 giấy đi đường cho người dân. Theo đó, nhu cầu đi lại để giải quyết các công việc cấp bách, thiết yếu của người dân đã được đáp ứng nhanh chóng, không bị trở ngại như ở một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Từ cách làm hay của thành phố Đà Nẵng, dư luận xã hội đưa ra so bì với cách làm lúng túng, thiếu khoa học của thành phố Hà Nội. Còn nhớ hồi đầu tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành công văn hỏa tốc tới các sở ban ngành, quận huyện, phường xã, thị trấn, yêu cầu siết chặt hơn nữa biện pháp phòng đại dịch COVID-19. Theo đó, người dân khi ra đường không chỉ phải mang theo giấy đi đường, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân mà còn phải có lịch công tác, lịch trực cơ quan. Việc siết chặt, làm nghiêm nhằm hạn chế người dân ra đường để phòng ngừa sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta là cần thiết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đẻ thêm giấy phép con.
Chính vì đưa ra giải pháp bất hợp lý nên tại các chốt kiểm dịch của thành phố Hà Nội vào thời điểm đó đã xảy ra ùn tắc, tụ tập đông người dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thay vì nâng cao hiệu quả phòng ngừa. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải thu hồi, bãi bỏ quy định không phù hợp này nữa. Tưởng đó sẽ là một kinh nghiệm quý báu trong việc ban hành quy định phòng dịch. Ai ngờ đâu, tới đầu tháng 9, Hà Nội lại đưa ra quy định thiếu khoa học. Cụ thể, vừa ban hành mẫu giấy đi đường mới chưa được bao lâu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lại yêu cầu thay đổi cả mẫu giấy và cơ quan có thẩm quyền cấp, tập trung đầu mối về Công an thành phố Hà Nội. Không những vậy, tất cả các đối tượng sinh sống và làm việc trên địa bàn thủ đô đều phải chấp hành việc xin mẫu giấy đi đường mới từ lực lượng Công an thành phố. Quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khiến cả đêm ngày 4 tháng 9, nhiều cá nhân, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp mất ngủ vì lo lắng không kịp xin giấy đi đường mới. Tới sáng ngày 5 tháng 9, Hà Nội lại tuyên bố một số cơ quan, đơn vị không phải thực hiện xin cấp giấy đi đường mới, khiến dư luận xã hội rối tung lên, không biết thực hiện sao cho đúng. Nhiều ý kiến cho rằng lãnh đạo thành phố Hà Nội cần phải đưa ra quy định khoa học, khả thi trong thực tế. Trong khi đó, dư luận xã hội lại hết sức hoan nghênh, ủng hộ cách làm hay của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thật là muôn chuyện giấy thông hành. Vaccine thông hành là chìa khóa để thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng sau ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, người đã tiêm 2 mũi vaccine cần được xem là đã phòng vệ tương đối an toàn, chí ít là hơn những người chưa tiêm, nên họ có thể di chuyển, làm việc, tăng gia sản xuất, dĩ nhiên vẫn phải chấp hành quy định phòng chống dịch. Với những nước có độ phủ vaccine cao, họ có thể nới lỏng hơn, thậm chí nới lỏng hoàn toàn. Còn ở Việt Nam, vì tỷ lệ tiêm chủng vaccine còn thấp, nguy cơ người đã tiêm vaccine vẫn có thể lây nhiễm cho người chưa được tiêm và ngược lại, nên phải có quy định chặt hơn. Thế nhưng, với những người đã tiêm 2 mũi vaccine mà vẫn cứ bị nhốt trong nhà như người chưa tiêm vaccine thì cần suy nghĩ có giải pháp cho họ. Tiêm vaccine là để sống theo đúng nghĩa đen của từ này. Trước hết là để ít bị nhiễm bệnh, hoặc nếu có bị nhiễm thì khả năng chuyển nặng hoặc tử vong không cao. Bởi thế, tiêm vaccine là tự mình bảo vệ tương đối an toàn để đi làm việc, có tiền để sinh sống. Vậy thì, khi tiêm vaccine rồi, người đó coi như là đã được bảo vệ trong điều kiện an toàn, có thể đi làm việc, vào nhà máy, mở cửa hàng, chạy taxi, đi du lịch, đi ăn uống nhà hàng. Dĩ nhiên, vẫn phải chấp hành quy định phòng dịch. Chuyện này không mới vì nhiều nước đã làm và đến nay không còn lựa chọn nào khác. Tin vui, chuyến bay mang số hiệu VN5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh vào lúc 13:30 ngày 4 tháng 9. Sự kiện này nói lên điều gì? Đó là những người đã tiêm 2 liều vaccine có thể đi khắp thế giới. Vậy thì những người đã tiêm vaccine trong nước cũng phải được xem là có giấy thông hành nội địa. Tính đến ngày 3 tháng 9, Việt Nam đã tiêm 21.076.279 liều. Trong đó tiêm một mũi là 17.998.754 liều. Tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều. Với số lượng trên 3 triệu người an toàn, cần có giải pháp để khai thác sức lao động của xã hội có hiệu quả. Còn đối với một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 3 tháng 9 đã tiêm gần 6 triệu liều và gần 400.000 người được tiêm mũi 2. Với số người an toàn này, cần cho họ quyền ưu tiên đi lại để làm việc. Tất nhiên, cần có quy định từ cơ quan y tế để đảm bảo cho những người có giấy thông hành vaccine được an toàn và không gây ra sự mất an toàn cho người khác. Quay lại với chuyện thế giới, nhiều nước mở hết cửa cho vaccine thông hành là vì nước đó có độ bao phủ vaccine rộng. Đối với Việt Nam hay thành phố Hồ Chí Minh, do chưa có tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi cao thì phải chặt chẽ hơn, chọn vùng xanh để thí điểm. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có quận 7 và huyện Củ Chi là vùng xanh. Vậy thì hãy cho người dân đã tiêm 2 mũi vaccine có quyền ưu tiên đi lại, buôn bán kinh doanh, lao động sản xuất. Và trong từng quận huyện có những phường thuộc vùng xanh cũng cần tạo điều kiện cho vaccine thông hành được thông hành. Xin nhắc lại, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện 1102, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc, an toàn mới sản xuất phải an toàn. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bàn giải pháp chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15 tháng 9. Thưa quý vị, theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng lần này tập trung thảo luận công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chiến lược, kịch bản sau ngày 15 tháng 9 của các chuyên gia nhằm từng bước khôi phục kinh tế trong thời gian tới. Chiều ngày 6 tháng 9, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy mở rộng về đánh giá 14 ngày triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hội nghị tập trung thảo luận, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phúc Lộc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hy Dũng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang tuần thứ hai thực hiện Nghị quyết 86 và Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghe và thảo luận về một số công tác chuẩn bị cho các chiến lược, kịch bản sau ngày 15 tháng 9 của các nhóm tư vấn, nhóm chuyên gia, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đề xuất. Thành phố Hồ Chí Minh đã có một tuần khởi động, một tuần tăng tốc và giờ đây còn hai chặng đường nữa để thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ giao Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày 15 tháng 9. Ông Nên nói và đề nghị hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, sau 14 ngày tăng cường giãn cách, việc thực hiện giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó đã chuyển biến rõ rệt. Lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông đã giảm khoảng 85% so với trước ngày 22 tháng 8. Phong trào tự quản bảo vệ vùng xanh từ quận 3 được nhân rộng trên toàn thành phố với hơn 12.000 tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, chiếm hơn 48% tổ dân phố. Ông Đức cho biết, toàn bộ người dân tại các tổ dân phố, tổ nhân dân có nguy cơ cao, vùng cam và rất cao, vùng đỏ đã được xét nghiệm. Tổng số mẫu test nhanh thực hiện đợt 1 là hơn 2 triệu mẫu, trong đó phát hiện hơn 75.500 F0, chiếm tỷ lệ 3,66% tổng số mẫu xét nghiệm. Riêng đợt 2 đang triển khai với hơn 1,4 triệu mẫu xét nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 39.000 F0, tỷ lệ 2,7%. Đối với vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng, theo ông Đức, trong đợt 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy hơn 965.000 mẫu gộp đại diện hộ gia đình tại vùng xanh, gần 223.700 hộ tại vùng cận xanh và gần 286.600 hộ tại vùng vàng. Tỷ lệ F0 trên tổng số mẫu gộp ghi nhận tại vùng xanh, cận xanh là 0,8%, vùng vàng là 1,5%. Trong điều trị, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 42.863 ca. Tổng số bệnh nhân xuất viện từ ngày 1 tháng 1 đến nay là 125.481 người. Số F0 tại các khu cách ly tập trung quận, huyện và thành phố Thủ Đức là hơn 24.100 người. Số F0 cách ly tại nhà là gần 84.000 người và F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà là hơn 27.500 người. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều hơn cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0, giúp điều trị kịp thời cho các F0 mới phát hiện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong. Từ đó, các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến đã được giảm tải, đồng thời giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh. Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh cho người dân trong tổng số 2 triệu túi an sinh đã chuẩn bị. Việc chi các gói hỗ trợ được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, thành phố đã chi trên 4.896 tỷ đồng. Thành phố đã vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê cho 670.000 phòng trọ với số tiền trên 329 tỷ đồng. Có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng người dân bức xúc vì chưa được hỗ trợ kịp thời hoặc hỗ trợ không đồng đều. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường các lực lượng để kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân, ông Đức cho hay. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đánh giá việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân. Về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế hơn 5,6 triệu liều. Ngoài ra, thành phố được tài trợ 5 triệu liều. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm gần 6,6 triệu mũi, gồm hơn 6 triệu mũi 1, đạt tỷ lệ 84% người trên 18 tuổi được tiêm và gần 499.000 mũi 2, gần 7%. Hải Phòng triển khai tiêm 500.000 liều vaccine Verocell trên diện rộng. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 9, ngành y tế thành phố Hải Phòng sẽ triển khai tiêm 500.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm mũi 1 miễn phí trên diện rộng thay vì chỉ tiêm cho nhóm ưu tiên hạn chế như dự kiến. Theo đó, chiều ngày 6 tháng 9, tại cuộc họp nghe báo cáo phương án tiếp nhận và tổ chức tiêm 500.000 liều vaccine Verocell, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo thống nhất tiêm 500.000 liều vaccine Verocell mũi 1 miễn phí trên diện rộng.
Cụ thể, ưu tiên cho các đối tượng đã đăng ký trước đây thuộc các nhóm lái xe, phụ lái xe đường dài, công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, người dân tự nguyện đăng ký tiêm chủng vaccine. Đồng thời, mở rộng tiêm miễn phí cho tất cả các lái xe, phụ xe, người giao hàng, shipper, nhân viên và người làm việc tại các trung tâm thương mại, tiểu thương tại các chợ, kể cả chợ tự phát, cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cảng hàng hải, cảng hàng không, bến tàu, bến xe, các thuyền viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường học trên địa bàn thành phố, sinh viên đang lưu trú trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm, cắt tóc, gội đầu, công nhân, người cung cấp dịch vụ trong các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp, cán bộ quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, thôn tại các phường, xã đang thực hiện công tác phòng chống dịch. Người cao tuổi, người có bệnh lý nền cũng sẽ được tiêm miễn phí đợt này. Thời gian tiêm dự kiến từ ngày 8 tháng 9, tiêm xong trong khoảng từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9. Thành phố cũng đã chuẩn bị phương án bố trí đủ vaccine tiêm mũi 2 cho những người tiêm mũi 1 trong đợt này vào thời gian từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan ra soát và đăng ký lại với Sở Y tế hoàn thành trước 10 giờ ngày 7 tháng 9. Cùng ngày 6 tháng 9, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm 500.000 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm trên địa bàn thành phố. Theo Sở Y tế thành phố, theo kế hoạch ngày 4 tháng 9 của Sở, thành phố dự kiến tiêm 500.000 liều vaccine Verocell cho 250.000 người dân gồm 2 mũi đối với nhóm ưu tiên gồm lái xe, phụ xe, công nhân lao động và người dân tự nguyện. Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu và số lượng người dân đăng ký tiêm, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo mở rộng thêm đối tượng ưu tiên tiêm trong đợt này, bao gồm các đối tượng như trên. Theo thông tin từ Sở Y tế, tối ngày 6 tháng 9, chuyến bay vận chuyển 100.000 liều vaccine Verocell đầu tiên sẽ về tới Hải Phòng và trong những ngày tới, các chuyến bay sẽ tiếp tục vận chuyển liên tiếp vaccine về thành phố.